Nó không có chạy theo đâu con, nó sợ nó chạy ra. Là mẹ ra ngoài đi, mẹ đóng cửa lại. Mẹ đóng cửa lại. Trời ơi, chết rồi, cho nó chạy vô luôn rồi. Ngoại ơi, quăng nó vô. Rồi, lên xe. Thuốc luôn. Giờ mình kéo mình lấy cái gì cho cái nhỏ. Ba cái gì? Ba nó chưa làm cho nó. Dạ đúng rồi, Henry với Sophie. Ba nó kêu đặt cho nó. Ba nó thích cái kiểu như là đơn giản nha. Cái này là tiền công bao nhiêu anh? Tiền công hai cái mặt nhiêu à? Một cái là triệu hai á. Một cái triệu hai. Đây cái mặt dây chuyền của Sophie đây. Ủa? Đâu có cần đâu. Ủa mặt dây chuyền đẹp chưa? 22 tháng 10 năm 2006. Ừ. Có Henry, có Sophie ghi sai ngày rồi. Đây là quà sinh nhật của Sophie. Đặt này cũng cái ngày sinh nó ghi sai rồi. Em quay đây nè. Nè, thấy chưa? Ừ. Nhưng mà không sao. Mày thấy rõ chữ lắm nha. Thôi kệ đi. Quà của ba cho. Chuyện gì nè. Ừ. Nè quay gì ngọc, quay gì ngọc. Ồ quá đẹp quá à. Đẹp quá đẹp luôn. Sinh nhật của Henry cũng được một cái. Sinh nhật của Sophie được một cái. Ê quay qua chị Ngọc, quá chị Ngọc, chuyện gì Ngọc có tính để đem đi chuyện vô, ba coi. Ờ, đẹp chưa chị Ngọc. Đó, vậy đó, nè, trời ơi, vàng nặng cái cổ. Ủa, Henry là cũng mới lấy luôn hả chị? Ừ. Nè, Sophie. Sophie màu đỏ, con màu nè, vàng. Nè, Henry cũng có một cái nè, quay qua Henry. Nè, Henry cũng có một cái nè. Tính nè, ở đằng sau á là có cắt tên với ngày tháng năm sinh. Nè. Nè trước mới mua nó mới nó gì vậy anh đi mặc dây chuyền chị gửi một cái mặc dây chuyền một chị gửi mặc tôi thấy ui cưng dễ sợ luôn mày bà tư coi coi anh đi cưng quá trời vậy cho bà tư coi coi cái mặt của con coi nè nó đóng tên vô luôn nè nè Sophie tên nhỏ nè tên họ tên nè ngày tháng năm sinh nè 19 sao nằm kiểu kiểu quá chị ba không có cái thứ kiểu rồi nó không kiểu kiểu người ta đặt người ta đặt cả tháng trời mới lấy đó nè tên nè đặt là phải như vậy đó chịu kiểu kiểu ta làm như miếng thẻ bài vậy đó. Ừ đúng rồi, giống như miếng thẻ bài vậy đó. Ừ. Thẻ bài của đi quân dịch. Thẻ bài của đi quân đội đó. Ôi. Đó ba nó đòi mấy năm trời nó mới làm được cái mặt sáng chưa rửa mặt nè. Hello cả nhà, chào mừng cả nhà quay trở lại với nhà của Quang sống ở Úc. Hôm nay Sophie đi đâu? Hôm nay Sophie với mẹ với cả nhà đi ăn đám giỗ ở dưới quê. Hello cái Tân. Nó chết ra tắt rồi. Đừng từ hello Nguyễn Tân. Quay kỷ niệm Nguyễn Tân. Thế Ngọc à. Sống ngoài xinh đẹp mà. Ngoài, ngoài. Hello ngoài xinh đẹp nhất mà chữ được. Quay làm kỷ niệm. Ông ngoại ngồi trước. Ô, ông ngoại với Henry ngồi trước. Ai cũng nói ông ngoại với bà ngoại chỗ trẻ dữ vậy hả? Ờ bà ngoại đẹp gái vậy hả? Trời ơi khen quá trời khen. Khen là phải nở. Khen thật á. Khen bà ngoại quá trời khen.
bao hộp xếp về cái tranh thủ đi làm giò ủa bao cái ăn tủ xếp ta xếp con trò con nhỏ không con giống bà ngoại không khác giống này giống bà ngoại đều em ngoại xứ sở em tính là tính làm luôn mà nó thôi về nhà đi con làm đi trong khi chờ đợi mẹ về mà dọn dẹp hơi cái mà tớ lên giúp con nó tại vì nó nói là hồi trước quanh này hồi lúc quanh điện là chưa sắm măng chưa gì hết nó bữa một phút con chạy đi rước quanh giùm giùm mà giùm ra đi cái à, hôm nay là đi đám giỗ ở dưới nhà của bà ngoại quên ở cái lại Tiền Giang thì cần tới rồi tới cái lại rồi mẹ ha chút nữa tới cái lại xíu rồi làm không biết thứ ba rồi bắt con còn phải công việc nữa nhà bà cố ha, nhà bà cố sao? That's actually green bananas. Ừ. Nhà bà cố này Sophie biết không? Mm-hmm. That's green bananas. Let's go. I don't know what it is to skate the whole time off. Oh, track, go track. Nó mất hết rồi. Đi thẳng nữa, đúng rồi. Mẹ bị cố đi thẳng xuống luôn. Rồi đứng đó chờ mẹ đi. Chờ ngoại kìa. Ngoại đi mẹ bỏ con hả? Mình cứ đi thẳng. Ngoại ơi, đi té cái chân té đi từ từ thôi. Đây nè, nó lớn chảnh rồi nè. Dạ. Sao con ông ngoại go track hả bà ngoại cái đó là trái gì trái tắc cái này trái gì cây chuối trái chuối ê bụng chú già hồi đó mẹ thích ăn trái này lắm rồi Henry đúng rồi cái river đây mọ nhỏ xíu con ha xíu xíu luôn con đi cẩn thận đó nha ừ đúng rồi ở dưới nó có cái ốc nhỏ chứ thẳng thẳng luôn không phải nhà này nhà đằng kia kìa thẳng luôn tới lẹ lắm ừ cẩn thận té nha chắc chị Sáu không có nhà rồi đi hẳn luôn what? Nhà gì Sáu ngon quá nè không phải thẳng luôn nhà đó là nhà có cậu ba nhà của cậu ba bên đó ờ chai mất đúng rồi ừ The girl là bà ngoại chứ ông ngoại hoài. Cô cậu ba con mới về. Dạ có, cha con á lần sau, cha con với Dượng Tư. Ừ, đi vô. Để stand nè, thân vô nhà. Hết đường rồi, đi em rồi. Trời, cái mít quá là tái nè. Tôi dựng 6. Why is that three dogs? Oh, hôm nay làm cái sân rộng rãi của ta. Why is that three dogs? Yeah.
Ừ, chó quá trời luôn hả? Thưa chị Sáu mới về. Thưa ông Sáu đi con. Trái nữa. Trái này là trái, trái chuối. Tới rồi ha, hay gì tươi rớt. Đi bộ vô luôn. Trời ơi, bộ cũng nhanh quá ta. Vinh vô tới nhà còn sát phụ nữa. Mày nhà của bà ngoại luôn. Thưa bà ngoại mới về, thưa ngoại ba. Thưa chị Sáu. Thưa ngoại ba. Trời ơi, hồi nãy đứng Úc. Hồi nãy nha, dạ. Hồi nãy kêu dì Sáu, dì Sáu, không ai cho lời hết trơn. Mấy ba đầu tiên luôn á. Cậu câu câu sơn thủy nữa. Lá cẩm đồ. Thằng Minh bây giờ nó bằng 2 thằng Phúc luôn mà. Thằng Minh với ông Ba Trăng ra dồn nhấp nhấp 2 nghe có thời vậy thôi. Bữa nó lên mày đâu có thấy đâu 2. Dì Hai, dì Hai khỏe không dì Hai? Ủa, Quỳnh. Con Quỳnh. Con Quỳnh. Nói về nào á. Dì Sáu. Con về. Dạ. Bảy. Hai đang bên pin kìa. Mẹ gì? Đang bên pin. Đây là tí xào. Ồ, xào ngon không quá. Thấy nồi đen thui nè, mọi người sẽ không biết cái gì. Nước mát. Nước mát, nước sâm mát. Đâu ngoài ba dừa á chị ơi. Hả? Trời đúng chị ba không có xong rồi chị ba. Không chắc vô đâu được hả? Vác xế trưa gì nó mới vô. Mày khỏe xế đâu, xế đâu được nữa. Nhanh. Không có xế rồi, nó mất mẻ rồi. Không có này, cái hồ sơn rồi mất cả cái này. Ông bà, chín năm, chín bà rồi. Ủa, cái hồ sơn vậy, sơn lấy giùm luôn cho nó tiền rồi đó. Ăn nhanh nha. Ủa, thì nó bóng máy rồi. Hả? Thì nó bóng máy. Xe hả? Giờ đang chạy xe đó. Bây giờ chạy lên mai rồi. Đang chạy xe. Mua lá rồi vậy, mua bia lên nhà chạy. Hai công chúa. Công chúa vô trong nhà ông cố đi, vô nhà ông cố nha. Rồi dơ luôn rồi hả? Henry vô trong nhà ông cố nha. Ở dưới đâu ạ? À? Đi chỉ tùm lum hết cây chuối, cây dừa, cây sầu riêng chỉ tùm lum hết. Con ướt luôn hả? Trời ơi à. Điện bia, bãi. Ủa, mà Năm về hả? Thưa Năm mới về. Thưa cậu Năm. Ủa, có cậu Năm nhưng mà Năm hả? Kiểm với ngay đâu? Đi học mà. Kiểm thì đi. Kiểm hôm nay đi học. Rồi. Dạ. Nhà xanh lại má ơi. Trời ơi, chị Quanh kêu mọi người dừng đũa đi. Mọi người ơi.
Đây là bên này hả? Dì Tư. Kênh TikTok là Thanh Thúy Trần a còng gmail.com. Đứng đây. Ở đây giờ. Ở đây. Phải đứng dậy con dậy ghế ngoài nhà nha. Đứng lo chơi được mà. Chút chút được đấy. Thịt lớn nha. Con để vô con ăn cái chén chứ con phải chơi ra chứ lỡ ai bước vô. Ủa mình ấm ăn mình ấm. Rồi, không cho chuyển qua tắt, chuyển qua bên kia. Ăn rồi đó, sao? Đây có gỏi nè. Đây nữa. Gà nấu, là ngu hả? Dịch. Dịch nấu là ngu. Cầm ơi, mẹ ăn mày tắt bị cái lẩu đi Cầm ơi. Em đi trên bàn trên á, mình chỉ đã lộn chứ đó hả? Mẹ nặng đâu. Dạ. Lương nghe lộn chứ không có dạ. Năm bào ngư đâu kìa, dì ba. Đâu có đem mua đâu. Còn nữa. Không có mua hả? Tao nói tao mua rồi á, cái này tự mua mà. Mua gì? Vậy mà người ta đợi giấm vào. Không nấm, không có nấm luôn. Đâu có ai nói với đây mua. Mà bảy nó tụt đi ông tươi không rồi. Ôi chú ba nấm mọi người đâu? Không có. Đâu? Không có thì thôi kêu. Lên mật tâm đi. Ồ lỗ nấm mà giờ không có nấm hả? Có nấm kim châm thôi mà, em tưởng có nấm bào ngư thì bảy nấm chảnh luôn rồi. Em mua thêm kim châm. Đưa cháu về, đưa con về mà xuống ta ăn hết cái lẩu nấm á. Cái bữa ra đây bà ngoại nói vậy, tôi nó đi mua cái làm cái lẩu mắm. Có một cái mắm hả? Bịch mắm á là nửa ký, hàng ký gì đó. Còn cuối cùng mình đâu ra đâu. Mấy người ta ăn rồi, ăn không có thì bỏ cái bịch nấm nó vô tủ thơ rồi thành nước thì bỏ luôn. Rồi bữa nay cũng vậy, bé không được ăn nấm à. Đâu, không có ăn không được, con về con nấu nè, nấu ăn rồi. Nấu mà lóc lóc lắm, chút gà ăn rồi. Vô. Vô làm vậy? Lên YouTube rồi, Dựng Tư ơi. Ta caramel giờ caramel hả? Không mua ăn artiso quá. Cái gì hả? Artiso quá cho nó tập uống. Thuốc hả nó này. Có thằng mẹ nó con bệnh dữ lắm rồi nè, con uống thuốc vô. Nó khoai uống thuốc dữ lắm. Ai vậy sao? Nặng rồi. Con với Phương à, uống thuốc từ nhỏ ha. Giờ nó xong rồi đó hả? Chăm nước xong rồi hả? Chăm nước Châu Ngọc ơi. Châu Ngọc. Chăm nước. Nước uống á. Mình nhâm ký nha. Coi ai thiếu chăm vô. Con kia nó đút đang ly vậy. Con kia ly vậy nhưng thằng này không biết tên. Con uống đá không? Uống đá hả? Anh em ghê nhìn cái mẹ mỏi em ghê nè. Cái màu đỏ luôn á em ghê. Như son môi vậy đó. Nó là gì? Cái đó là gì? Chỉ tin đó. Chỉ tin. Con lấy mấy cái có cộng gì để lên tiền. Người gai, ủa rồi lẩu này đâu ăn rồi nè. Đâu quay phim kìa mệt quá. Bà này là Thanh Thúy Trần đi cũ nè mọi người. Bây giờ kéo kéo không? Lát nó sẽ sùm luôn. Chú ăn miếng đi, lát là nghe không? Ở Việt Nam thì có đâu. Không có đám ai thì không ơ. Chị Sáu không ơ chứ chị Hai ưa. Không thôi nữa. Ở Việt Nam mà xúm xúm từ nhỏ hả? Cũng không dàn kéo kéo. Ủa mà chị Sáu thì sao? Hồi đó miếng gái chị ca mà. Chị Hai ca cái bài nhà gì à? Cái si á. Ê nó nghe này chị Trâm sao? Lấy miếng giấy. Nghiêng nghiêng quá rồi con Tư. Lấy lên rồi hả? Chưa kịp bỏ vô á, bắt đi làm này rồi. Bỏ vô đâu? Tủ lạnh. Tủ lạnh học cuối cùng cũng được không? Nó học cao quá, nó có nước không trời? Đâu không được, cũng như vậy. Rồi, lên rồi đó. Lên lẩu. Nóng 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 rồi. Sáu khét cái giò vô, khét cái giò vô đúng rồi đó. Nóng quá, nóng quá. Khét cái giò vô, khét cái giò vô. Hấp dẫn ghê.
ghê trời. Trời ơi, cái lá tôm hết trời luôn kìa. Cái mình gì đầy dữ rồi tụi bay. Chưa gì đâu sao nó chào sao hết hết rồi. Nó tròn hút à. Không phải dưa nấu chín rồi đó, giờ lấy ra được rồi đó. Chưa chín rồi. Sao phải nấu lòn? Sáo cho dĩa ngao lên cái bên cho đẹp. Cho mình lại cắt để cho nó chín. Ngao. Mấy cái vụ đó thì nhỏ đi. Rồi cái vụ mà gan cho đẹp thôi nha. Gan đẹp thôi. Chị yêu này thiệt chứ em đứng bên đây quay chị để bảnh thì sao thấy? Bứt hết. Nói chưa đẩy hết làng chú ơi, không có mày múc ra rồi. Em để cho nó đẹp đẹp thôi. Nhiều. Em tôm tôm chẳng hạn. Ừ. Nó tới coi. Vậy thì bữa nay mình á là mình nói là hay đẹp thôi gì, đúng không? Nó con quay tiếng trực tiếp với lẩu gì lên hết á. Mình có được cái nồi lẩu này với được cái bữa mà cái bàn đẹp như vậy là cũng nhờ nay được lên xong ha. Chị hai mình đâu? Mình rồi, lẩu Út của mình ha, em dâu Út của mình ha. Rồi mấy đứa em của mình thì thôi đi, mấy đứa em của mình nó nhiệm vụ không? Sao thôi đi. Thôi đi. Chủ nó nói luôn đi chứ sao? Nó nói rồi, cái nhiệm vụ nó phải làm rồi. Nói luôn đi, tự nhiên nói cho nó đi. Giờ nấu cái mà bữa nay mình không qua ăn mình. Tự nhiên cảm ơn chị hai không có ngừng. Nó nấu cái gì tới là bệnh hả? Hết qua. Cái nồi lẩu này á là nhờ có đây là cho chị hai nè. Chị hai kia bệnh rồi, chị hai nè, chị Sáu nè. Đó chị ba. Kể vậy nha, tao mới qua cái mày. Đó, tao mới chạy là về trễ nhất không? Đúng rồi. Về còn ăn sớm rồi, còn tao mới qua là mầm sớm nhất nó biết cười. Đúng rồi nè, cái này là cũng là con của ông Tám đi sớm của ông Tám mà. Nói gì vậy? Mà chứ chứ không được. Rồi chứ, nói đi. Tại vì nói nữa chừng đi. Nói luôn đi, ông Tám mấy đứa em này thì bổn phận á. Sao đỡ? Ở trên xe còn nói trời ơi tôi là tôi không có làm được rồi đó. Mà xuống đây thì nói vậy đó. Nói vậy thôi đằng né chứ sao làm được. Nói sao nói đi tới nước ngoài người ta không biết mình nói cái gì vậy nha. Nước ngoài ha. Đi tới nước ngoài người ta không biết mình nói cái giống gì hết. Tôm soi mà, tôm chưa chín. Miền Tây mình nói chuyện lên ta tưởng mình gây lộn. Người ta mình đang nói chuyện vui ta tưởng gây lộn. Chứ thằng xe nó lộn cái sao mà lộn ra nó mất trời luôn. Sticker này pink nè. Pink. Con sticker. Con thích sticker nào? Con chu đi, con tự chọn đi. Tao nói cái mày nè. Oh my god. Nào. What's this? Anh hai.
chơi. Cái gì gì tươi đẩy giùm mấy, đẩy giùm mấy. Trời ơi, tươi đẩy giùm ơi. Hồi não ta. Hồi nãy giờ không có được chơi khóc la vậy, không có được chơi là vui ha. Vui chưa? Cậu bảy xây cái phòng nha. Cậu mẹ luôn. No. Hello. Hey, Sophie. Tất không? Sao cái gì? Nước chảy à? nước chảy hả? Nước chảy ao hả? Trời ơi. Nước nước chảy đó là có gì dưới không? Nước chảy ao à? Ao này chắc ao ra ngoài á. Ừ. Ai dạy nó nước chảy vậy? Không biết luôn. Em dạy nó là suối mini chứ bộ. Suối mini nước chảy à ta. Ơi chị chị hai có tuổi gì mà bà hạt chứ gì chầu bà này nè. Tuổi ngọ. Tuổi ngọ mà mạnh vậy. Mami quay với cái TV nè. Nhỏ về chồng cho. Mạnh Thủy à. Mạnh Thủy chậm về chầu bà đó. Tại vì bữa hổm là chuối. Chứ phải là chu. Chu rồi chu. Bye bye. Bye bye Henry nha. Nước. Nước chảy. Nước chảy.